We collide, we break down, caving in to our doubts. Faces filled with sadness. When words are said, we'll regret. Chân của Eric Cantona vụt được. Cantona. Ok, và xin chào tất cả anh em trở lại với channel của mình. Clip hôm qua mình đã làm về săn bóc Cantona với 9.000 coi và cuối cùng là chỉ ra Robert Keane thôi. Thì cuối cùng mình nạp thêm 5k7 và hai lượt tiếp theo, lượt đầu ra Dijon, lượt tiếp theo ra Cantona, thì tổng bóc này mình mất khoảng 11.000 coi gì đấy. Nói chung khá là chua. Đấy, anh em nào mà nạp coi săn bóc giống như mình mà đang không nạp được thì có thể lên mình coi fanpage mình, lên phần mô tả top comment. Coi iOS, Android an toàn chính hãng, full hóa đơn, có bảo hành cho anh em yên tâm chơi game. Đấy, nói chung anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình. Và Cantona thì là một cái phiên bản đầu tiên xuất hiện trong eFootball với 1m88, 28 tuổi và 88 cân. Nói chung là bộ nhìn người thì khá là đầm, 1m88, 88 cân thì là đầm đấy. 28 tuổi cũng là cái tuổi đang chín lực thuận chân phải. Chúng ta có mùa chơi của bản này Cantona mùa 93-94. Ok, chúng ta có style deep line forward. Cái style này sẽ là cái style mà hơi cấn một chút, khi mà deep line sẽ là mẫu tiền đạo lùi sâu nhận bóng và phân phối bóng cho đồng đội. Nói chung là đây sẽ là mẫu tiền đạo kết nối và phối hợp nhiều hơn là mẫu tiền đạo gọi là chủ lực săn bàn kết liễu. Đấy, nó Cantona sẽ hơi khó chơi ở cái khoản này một chút. AI Trickster chạy chỗ này, Mejiran chạy nó lên cơ sút xa. Nhận thức tấn công 98-86. Cái này mình nâng chỉ số là 12-0, 12-74 thì phải. Nó ná ná vậy. Nhận thức tấn công 86, kiểm soát bóng 91, rê bóng 90, giữ bóng 93, giữ bóng với Cantona là tốt. Chuyền thấp 82, chuyền bổng là 874, dứt điểm 91, dứt điểm thì nhiều ông tiền đạo bây giờ dứt điểm cao hơn Cantona nhiều. 91 là ở mức khá thôi. Đánh đầu 72, sút phạt 86, đội gió bóng 89, nhiều chiến 84, rất gấu. Chúng ta có tốc độ 81, bứt tốc là 91, thể lực lực sút là 95. Bật nhảy 75, tỷ đè 81, thể lực 84. Nói chung đây là bộ chỉ số nó ở mức khá tốt thôi, nó chưa phải là quá tốt đâu. Nhìn chung là ok. Tần suất sử dụng trong công thuật là thỉnh thoảng, độ chính xác trong công thuật là cao, phong độ ổn định, kháng chấn thương cao. Booster cộng 2 và kiểm soát bóng, dứt điểm, lực sút và tỷ đè. Chúng ta có chỉ số skill, chip shot lốc bóng, rising shot sút từ dưới lên trên, long lên shooting sút xa, acrobatic dứt điểm, tư thế khó. Hình check đánh gót, on to pass chuyển một chạm, rô passing chọc khe. Pinpon tạt xoáy, mình nghĩ là pinpon không cần thiết. Outsider vẩy má ngoài, lâu lúc pass chuyển không nhìn. Nếu anh em ép thì thứ nhất là ép thêm first time shot xuống một chạm này, ép thêm long lên killer cỡ lòng từ xa này, ép thêm hitting đánh đầu cũng được này. Đấy, nhìn sơ sơ, ép thêm double tút qua người cũng được này. Sơ sơ là mấy cái đấy nhá. Rồi, nói chung là mình quay ra được cả Dijon thì cho anh em fan MU cũng như anh em khác xem luôn chỉ số của Dijon để xem có nên săn không. 1m75, 29 tuổi, thuận chân phải, mùa Manu 99-2000. Style đi của Porter sẽ dễ chơi hơn là deep line. Chúng ta có chỉ số nhận tấn công 97 là rất cao này, dứt điểm 94 cao này, đánh đầu là 86 ok này, tốc độ 85, bứt tốc 92 ok. Đấy, nhìn chung là Dijon những cái bộ chỉ số kết liễu nó sẽ ngon hơn Cantona, bởi vì đây là mẫu đoàn tiền đạo săn bàn ở Cantona thì cái phiên bản này nó sẽ một tiền đạo kết nối, đập nhìn chỉ số là như thế. Booster cộng 2 giống với cái Cantona, skill đánh đầu này, chip shot lốc bóng, dipping sút đập đất, acrobatic giữ điểm tư thế khó, foot time sút một chạm, auto pass chuyền một chạm, penalty sút pen, fighting spirit tinh thần. Ok, nhìn chung là chỉ số của Dijon để kết liễu thì đẹp hơn, nhưng mà chỉ số của Cantona sẽ là mẫu cầu thủ chơi kiểu khác. Và bây giờ chúng ta đến với thực chiến để trải nghiệm xem là chơi kiểu gì. Ok, về Cantona ngoài đời đá như nào thì chắc chắn anh em cũng biết rồi. Nói chung là mình sẽ chỉ cố gắng đá Cantona ở trong game và mình sẽ nhận xét công tâm nhất, mặc dù mình là fan MU thì mặc dù Cantona có ngon hay không thì kiểu gì mình cũng săn rồi, nhưng mà để mình đánh giá công tâm nhất cho anh em fan đội khác và muốn săn Cantona mà đang phân vân ấy, thì clip này mình sẽ cố gắng nói công tâm và công bằng nhất, chứ không phải kiểu là fan MU xong rồi nói nâng như nâng trứng anh em nhá. Đấy, nói chung là phải cố gắng review đánh giá thì chúng ta phải công tâm nhất có thể. Về Cantona thì bộ chỉ số chắc chắn nó không đẹp. Độ chỉ số nói thật là nhiều cầu thủ epic đã ra như kiểu là Eto, các kiểu chỉ số kết liễu đẹp hơn nhiều. Nhưng mà Cantona bản này chúng ta phải làm quen với style khác đấy, anh em thấy không? Lùi xuống để lấy bóng và phối hợp. Bây giờ chúng ta sẽ kéo bóng lên cho Anthony. Vỉa má Cantona. Cái
cái đệm quả này thì thật sự là rất mất điểm luôn. Trời ơi, đệm quả bóng mà mình nghĩ là một tiền đạo chủ lực của một đội bóng thì nó phải ăn bàn pha đấy anh em ạ. Trừ một điểm, Kobe Mainu. Rồi sau mất bóng luôn. Mất bóng luôn, dẻo. Được đấy. Cantona. Với mỗi cầu thủ như này anh em chơi thì anh em nào mà chơi cái quen cái tốc độ này, quen khả năng chạy chỗ nó nhạy bén này thì Cantona thực sự là không hợp với anh em đâu. Khi mà Cantona sẽ đứng lùi nhận bóng thì anh em phải quan sát Cantona trước. Eric Cantona. Avia. Ui. Một tí nữa thì Cantona mở tài khoản. Quả vỉa đẹp đấy. Đều. Aaron Wan-Bissaka. Không được. Những phút đầu tiên khá là thuận lợi. Cantona thì mình đang chơi chậm lại ở những tình huống truyền chọc khe. Chủ yếu mình truyền Cantona kết nối sang hai biên. Anh em thấy nãy giờ là mình đá chủ yếu là như vậy, truyền Cantona và Cantona sẽ kết nối sang hai biên kiểu như này. Throw passing phát huy tác dụng ở những tình huống kiểu như này cho anh em. Eric Cantona mở tài khoản với một tình huống lần này làm tốt hơn rất nhiều so với lần đầu tiên đệm bóng. Tiền đạo nó phải như này, trời ơi. Hai cơ hội ngon ăn được đồng đội tạo ra và Cantona mới chỉ có tận dụng được một. Tình huống này thì ok. Tình huống này thì mình nghĩ là tiền đạo nào cũng sẽ làm được thôi. Mason Mount là người kiến tạo. Và một chút trùng hợp là Mason Mount mang số 7, số áo mà Eric Cantona đã từng mang tại Manu mùa 93-94. Kinh Eric đấy, đừng có đùa. Anh em biết kinh là gì không? Hay quá đấy, cái style của Cantona chỉ như này thôi. Nó giống kiểu làm tường ấy. Target man thì nó cũng không phải, nó chính xác là lùi sâu và kết nối. Target man sẽ chơi kiểu khác, nhưng mà target man ý anh em chơi lắm. Và Crawford, Eric Cantona, cứa đồng. Cantona đã có tới 4 cú sút trong hiệp thi đấu đầu tiên và nó chỉ thành công được một thôi. Ôi ôi, Mainu cầm bóng thấy chết. Casemiro sáng cánh này, đi ra ghi này, bé bao. Ui, đánh đầu được kìa. Quả này thì lỗi mình anh em ạ, lỗi mình. Phòng ngự quả này hơi khó hiểu. Cam Varan để Son Heung-min băng cắt quả dễ thế. Rồi xong. Mainu chưa thể hiện được gì nhiều anh em, tí mình phải thay Mainu thôi. Đi ra ghi là nhanh quá. Nhanh quá. Đội bạn bắt đầu chơi hay hơn. Hiệp 1 đội bạn chơi không hay, nhưng hiệp 2 chơi hay hơn đấy. Son Heung-min có Blitz Killer không? Lại là Son. Hay quá. Ui, hay quá. Anthony. Đây rồi, Cantona, hay quá. Cantona làm tường chỉ đơn giản như thế thôi. Kết nối như thế thôi. Mason Mount vụt được. Mason Mount. Tỷ số là 2-1 và cầu thủ mang áo số 7, Mason Mount. Tình huống này nó phát huy được rất nhiều cái AI di chuyển của Cantona. Cantona lùi xuống gần như là giữa sân để kết nối và một đường sang biên, từ biên nhả lại cho Mason Mount và Mason Mount kết thúc bằng một siêu phẩm. Izagi, Son Heung-min sang cánh này. Ok. Đội bạn có mấy quả trồng biên xuống cánh hay phết. Được quá, Cantona tranh chấp mấy quả đánh đầu hơi yếu nhỉ. Ok. Anthony, Eric Cantona. Đợi người chạy lên. Cantona no looks bad đến từ vị trí của Cantona. Aaron Wan-Bissaka vụt được. Vẫn còn. Tình huống thể hiện được khả năng truyền nó rất hay của Cantona anh em ạ. Trời ơi, truyền quả no look pass, truyền không nhìn. Quả đấy vào thì ngon. Hay quá nhỉ. Trận này thực sự đang thể hiện được rất nhiều cái khả năng di chuyển. Izagi. Đội bạn tận dụng cơ hội quá tốt. Hàng phòng ngự ngày hôm nay mình chơi phòng thủ nó không hay anh em ạ. Đội bạn tấn công tận dụng quả kinh vãi không. Mình thay copy Mainu rồi. Mainu trận này đúng không thể hiện được gì luôn đấy. Cóng hay. Bắn bật 1-2. Cantona. Avia Cantona. Cơ hội rất ngon. Đấy ơi. Ký quá anh em ạ. Phút 80 chúng ta bỏ lỡ một cơ hội gần như là ngon, rất ngon. Quả đấy mình sút thẳng thì biết đâu lại vào nhỉ. Quả đấy Avia nó hơi cầu toàn. Đứng vào. Khó quá.
phút 84 rồi. Dồn ép nhưng mà không được. Bóng đến chân của Eric Cantona, vụt được Cantona. Nhưng phút cuối cùng, và đây là phần ăn mừng nhiệt ớt. Ăn mừng đâu? Siêu phẩm đến từ vị trí của Eric Cantona. Và rõ ràng một tiền đạo thì chúng ta chỉ cần có như thế này thôi. Một khoảnh khắc, một khoảnh khắc của siêu sao. Một mẫu cầu thủ nó hơi khó chơi một chút, nhưng mà khi mà chúng ta chơi chậm lại và tận dụng cơ hội tốt thì rõ ràng Cantona đang thể hiện được rất nhiều. Những tình huống kết nối với những đường truyền nó rất chính xác. Anthony căng sệt. Ui, có lẽ căng chân phải không phải chân thuận. Hay quá, Cantona ok. Nói chung là để mà nói về Cantona có hay không thì là hay, nhưng mà có dễ chơi không thì mình xin trả lời là không. Không dễ chơi đâu anh em ạ. Bởi vì là mình chơi trận này thì trước đấy mình phải chơi 4-5 trận rồi, thì mình mới gọi là quen quen một chút về cái style của Cantona. Nhưng mà để mà mang đi chinh chiến thì mới anh em nào thuận thuận những cầu thủ tốc độ để chạy nhanh kiểu Mbappe, Eto các kiểu thì chơi Cantona sẽ cực kỳ là khó. Vậy nên anh em nên cân nhắc, nhưng anh em không phải fan MU nên cân nhắc. Có anh em MU cứ vụt thôi. Mình vụt và mình đang thấy rất hài lòng sau trận này. Phẩm chất và của Cantona thì anh em chơi thì anh em sẽ hiểu. Trận này hay, trận này công nhận là Cantona hay. Anh em fan đội khác thì nên cân nhắc nha. Anh em nào mà ví dụ chơi kiểu sưu tầm, ok săn được, bởi vì Cantona cũng là một trong những cái tên rất ít khi xuất hiện. Sau này có đáp big time hay là bên bản cao hơn hay không thì mình chưa biết. Ok, trận này vẫn là rank Division 4. Đấy, mình chưa nói với, sorry anh em là mình ít đá rank nên là rank mình vẫn còn đang đi Division 5, Division 4 thôi. Thành ra là nó chưa cao. Mình thích thì mình thích cao tầm 3, 2, 1 đá cho sướng, nhưng mà mình không thời gian cày ấy. Bình thường mượn ác anh em toàn mượn đánh Division 3 trở lên, nhưng mà ác mình thì mình cố gắng lắm, bỏ thời gian ra chỉ được Division 2 thôi. Nói chung là trận này mình sẽ đá Cantona với chị AMF và mình sẽ cho Dayot vào sân. Dayot thì mình sẽ không nói về là Dayot có ok có hay không, bởi vì là clip này thời lượng mình dành cho Cantona nhiều hơn. Nên là nếu mà Dayot mai có thời gian mình sẽ làm về Dayot và Robbie Keane. Còn hôm nay chủ yếu chúng ta nói về Cantona thôi. Dayot là tệp đính kèm thôi. Cantona đá AMF. Chỉ số vẫn giữ nguyên. Mình sẽ xem là cái di chuyển của Cantona khi ở vị trí này nó có ok không, giữ vị trí tốt không, kiếm được nhiều cơ hội hay không, rồi mình sẽ đánh giá. Eric Cantona. Cantona, trời ơi, bắt bài. Quái vượt sang, vụt chân trái được đấy. Úi, 4-1-2-3 nó vẫn là một cái sơ đồ mình thấy nó hơi cấn. Bởi vì là sơ đồ này lủng giữa kinh khủng luôn. Hai cầu thủ AMF dâng rất cao. Thành ra là lâu lâu làm sơ đồ này cũng được. Đá cho nó hấp dẫn. Dayot, hay quá. Lỗi ơi, lỗi. Anh Tài đâu? Ôi chết rồi, mình quên mất Cantona không có nước của shot anh em ạ. Mình lại sút theo kiểu nước của shot. Nói chung là anh em nào mà chưa biết cách để sút phạt với những cái kiểu nước của shot dipping các kiểu thì chắc là mai, nếu anh em comment nhá, anh em cần thì mai mình sẽ làm clip về cách top những cách đá phạt. Mai hoặc là ngày kia, nói chung là trong tuần này, top những cách đá phạt hay nhất trong bản này cho anh em tham khảo. Mình cũng muốn làm lâu rồi nhưng mà chưa thời gian. Anh em nào quan tâm thì để lại cho mình một comment. Nếu mà nhiều anh em quan tâm mình sẽ làm sớm hơn. Eric Cantona, khoảng trống rất lớn cho Cantona. Vẫn chưa thắng được Pitchek. Bay đầu. Rồi, người đâu hết rồi. Tuyến 2 không có ai. Đây mà, vẫn còn 3 này. Harry Maguire. Phải như thế. Alejandro. Dayot. Trời ơi. Quả đấy mình xuống cho Cantona cũng được. Dayot là mẫu cầu thủ ban bật cũng khá là hay đấy anh em ạ. Nhưng mà mình nghĩ là Dayot thì phải nên cặp với lại là Adico cơ. Dayot đá một mình thì nó sẽ cảm giác nó không được bút thêm sức mạnh. Đây rồi, Eric Cantona. Và đây là lý do anh em nên ép thêm Lauren Killer cớ lòng từ xa. Quả đấy thật sự là góc đấy rất đẹp luôn. Quả đấy mà là Son Heung-min Blitz Killer nhỉ. Ui, ăn bàn chắc. Cantona, khoảng trống đây rồi. Cantona. Nói chung đá ở vị trí AMF thì Cantona cũng đang câu được về khá nhiều cơ hội ở những tình huống tuyến 2. Chỉ tiếc là chúng ta chưa tận dụng được. Đen nhỉ. Hay quá. Ok, hết hiệp 1. Hiệp 1 đấu cũng khá là ổn của tất cả các cầu thủ. Dayot. Cantona. Trời ơi.
Nói chung là để mà đá thì mình vẫn khuyên anh em nên để Cantona ở vị trí CF cặp với hai tiền đạo cũng được. Đây là mình thử AMF thôi, chứ còn nên thì vẫn là nên đá CF anh em nhé. Đá AM thì sẽ hơi khó về nhiều khoản, khả năng giữ bóng, khả năng truyền bóng. Lục Xo đứng vào, quay đầu, và đây là vị trí đấy từ Đài Giọt. Hay quá, tẹp đính kèm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Khi mà Cantona xuất phát ở vị trí AMF thì Dayot sẽ là người đảm nhiệm vai trò kết liễu. Và vừa rồi Dayot đã làm rất hay, tình huống băng cắt. Và đá phạt này thì chắc là đội bạn cũng hơi bất ngờ. Không một ai theo kèm lúc so trong tình huống này. Để mình xem Cantona đứng đâu ở trong cái tình huống băng cắt này nào. À, Cantona đứng cạnh ở vị trí thế sao nào. Cantona đứng đâu nhỉ? À, Cantona đứng ở cột 1. Và mình tạt sang cột 2. Ôi trời ơi, Cantona đá AMF thì vẫn chưa gọi là pressing được anh em ạ. Pressing hơi khó nha. Ok, Cantona. Đợi Dayot di chuyển, Dayot. Đây ơi. Dayot. Trời ơi. Phí, rất phí. Joan Rai, Luxo, Alejandro, Cantona. Rất thoáng nhưng mà Cantona đỡ trượt. Và đây là phản công. 3-2. 3-2 và có Harry Maguire. Cái Harry Maguire kèm kiểu gì đấy. Thủ môn ngày hôm nay mình chơi đó là Bayern đi, thủ môn số 2 của Man United. Ơi, bóng đập chân của Raphael Varane và đi vào lưới. Tình huống nó hơi lãng xẹt anh em ạ. Nói thẳng ra là rùa. Rất rùa. Harry Maguire đuổi được không? Đánh đầu. Ôi, hai bàn nó phải gọi là vô cùng chóng vánh luôn đấy. Khó hiểu thật, hai bàn không thể hiểu được. Hai bàn nó diễn ra nó cực kỳ đơn giản. Lại đánh biên và lại là Maguire kèm. Cánh kia đâu? Cánh kia không ai kèm và Maguire kèm không nổi. Và cuối cùng là Raphael Varane kèm không nổi. Cánh kia sao thì ăn lủng hai quả nhỉ? Khó hiểu thế nhỉ? Ba quả rất đột ngột. Cantona. Ui, thủ môn bắt kìa. Cantona ôm đầu tiếc nuối. Và đúng là chỉ biết tiếc nuối thôi, sút rất chuẩn chỉ rồi. Đây là cánh kia nãy giờ đà lót lên bị khoan liên tục này. Đồng bạn chắc là nhận ra vấn đề gì ở cái cánh đấy rồi. Eric Cantona. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Và rất ít người lên trên tấn công. Alejandro Garnacho. Căng ngang. Dayot. Phút cuối rồi. Nói chung trận này thua anh em ạ. Trận này thua đau luôn ấy. Ba quả như một. Lúc do Cantona di chuyển. Hay quá. Có việt vị không? Đường vào. Dayot. Đây ơi. Cộng 6 phút bù giờ và vẫn còn thời gian. Nhưng mà mình nghĩ là khó. Đấy, nói chung là clip này chắc là sẽ dừng lại ở cái con số 3-2 này. Thậm chí là có thể 4-2 này. Rồi. Để nói chung anh em nào quan tâm về Cantona thì anh em không phải fan MU thì nên cân nhắc nhá. Bởi vì đây style nó cần có thời gian gì khó chơi đấy. Còn nói chung là khó chơi đấy. Còn nhìn chung mình đánh giá là Cantona ngon chứ không phải là không. Ngon. Anh em săn được. Đấy, nên hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. Bye bye.